Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái ngày mùng 2 tháng Giêng năm Giáp Thìn, cũng còn trong cái 3 ngày xuân. Trước hết xin chúc cho bủ quyến các bạn sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Và hôm nay cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn là mình xem những cây mai mài mùng 2 Tết, và những có một cái mẹo nhỏ để mình khi mình chơi xong để mình chăm sóc lại cây mai. Sơ thôi nghe các bạn, hiện nay á mình nếu mình chia sẻ cái cách, có những các bạn hỏi là cái cách để phục hồi cây mai, thì bây giờ mình chia sẻ sớm quá có những bạn không đồng tình. Là lý do làm sao mới cây mai nó quá cực khổ mà mới có mùng 2 rồi mình chia sẻ là cái cách khắc phục. Nhưng mà bây giờ những cái mẹo nhỏ nè, thì có các bạn vừa hỏi xong thì tôi ấy nè, các bạn thấy cây mai nè, ngày nay con nó búp ra thấy thương không? Mai nó búp 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 ha. Ở đây các bạn, nó vừa búp ra thì cái mai này làm sao các bạn nhớ không? Cái cây mai này nè là khi tôi bứng dời, tôi bứng cái bữa không biết bữa mấy tôi quên rồi, tức là bán cây mai này đi, tôi đem cây mai từ trên rẫy về, thì mình thấy những hiện tượng để mình rút kinh nghiệm. Khi mình bứng những cây mai từ nơi này về nơi khác, tuy là nó phải có ảnh hưởng chút đỉnh, một ngày mất một ngày, tức là nó giảm các bạn, nó giảm cái lực bông lại. Thì tại sao cây mai này tôi để lá như vậy, các bạn thấy nè, cái bông này chơi rất đẹp ha. Thì các bạn thấy không, tôi nói các bạn cây mai này cái mẹo nhỏ ha, mình chia sẻ từ từ, nó nhiều cái khâu lắm. Thì tại sao cái này sau khi Tết tôi không rớ tới cái loại cái đọt này làm sao, các bạn thấy không? Vừa bứng về đúng không, bứng về vừa có bông chơi Tết, khi nó ra những cái đọt này để luôn, đừng đá động gì hết, thì các bạn thấy cái mai nó sống rồi. Bởi vậy tôi nói để tôi chứng minh rằng cái kia thì nó không thực tế, cái gì tôi làm thực tế chứng minh rằng cây mai mạnh nhất là vào cái thời điểm sang chậu cũng được, hay hoặc mình bứng từ đất sang chậu cũng được, khi nó bung vỏ lụa thì mình bứng về cây mai xác suất nó sống hầu như là 100%. Thì đây là thực tế. Nhưng khi mình chơi Tết vậy cũng được nữa các bạn, ông già để cây mai vậy cũng được rồi. Và nhất những cây mai mà các bạn mua ở ngoài chợ, người ta là cái bầu đất á, chia sẻ luôn các bạn ha, về á khoan hạ rã bầu, ăn Tết xong các bạn cứ để nguyên cho tôi, rồi vô chậu để tưới, bỏ rót vô, để lá gì luôn thì cây mai đó không bao giờ chết. Rồi từ từ, chứ bây giờ mình không đi sâu vào cái vấn đề đó nữa, bây giờ còn bông Tết thôi, mình xem cái bông Tết chơi đi là gì. Bây giờ mình chia sẻ về cái tông cây chơi. Cái tông này cao, cũng không cao hung nữa, tôi thích nó lên khoảng nửa thước nữa. Cây này nếu mà cái nó lên chừng nửa thước nữa đó ha, bề cao rồi các bạn, 5 cm. Ủa phải không, anh gì năm tắc đi, thôi nói tắc đi ha, mình lộn giờ tôi quên à, tức là 5 tắc nữa thì cây mai này tôi cái giá trị nó càng lên cao. Do vậy nên ngày xưa có những bạn là khi tôi trồng cây mai á, nó cũng ngại ngùng lắm, các bạn đòi cái tông thấp đúng không, nó bằng cái tông thấp là do mình cũng không trách ta được, mình không có buồn. Là tại sao, là tại vì những cái bạn đó là những người ta chơi cây mai ở cái cây mai grape á. Người ta chơi tông thấp nó đẹp, nó tùy dùng, tùy miền. Tại vì cũng như các bạn ở thành phố, đúng không? Ở thành phố Hồ Chí Minh thì do cái điều kiện, không phải là các bạn không có tiền, mình nói cho kỹ nha, để mình nói cái nhà rộng nhà hẹp. Nó ví dụ có 6 thước, thành phố mà 6 thước là tiền dữ lắm rồi, nó mua 6 thước thành phố có thể mua là bán ra mua 5 cái phần đất như tôi nè, chứ không phải là một phần. Nè, những cây mai này là tôi bứng nha. Nè. Tôi bứng
trước Tết nữa. Để qua năm tôi mới chơi thì tôi đã cắt lắc đọt rồi. Nguy hiểm nha các bạn, cái đọt này ra, à, quên nhắc các bạn nha. Xịt sâu nha, đừng để nó mất cái đọt này. Thôi từ từ thôi, bây giờ mình đi coi cây mai đi. Để mình hơi gác qua cái kia quá không được. Thì bây giờ tôi nói các bạn là cái tông, mình chỉ nói cái tông thôi. Thì những cây mai nó nở thì mình vẫn rạng rỡ nhưng mình chơi được. Còn cây mai này tôi đăng lên nè các bạn nhớ cây mai cũ ha. Cây mai này là nó hồi đó nó nằm ở dưới này nè. Dưới cái bồn đỏ này nữa, giờ tôi nâng lên. Các bạn thấy khác không? Này. Bây giờ mình xem bông và mình phân tích bây giờ cái tông cao và cái tông thấp của cây mai chơi Tết. Nó tùy chỗ. Nếu sân rộng tôi thích tông cao. Và tại sao ngày nay tôi chia sẻ này là vì các bạn xem cái đó. Các bạn hỏi sao chú Ba làm chi cho cao dữ vậy? Thì tôi sẽ chia sẻ các bạn cái tông thấp và cái mai tông cao. Đây là cái mai tông thấp. Đúng không các bạn? Đấy. Đỡ. Được các bạn ơi, vậy được rồi ha. Có cây mai dày, nếu mình chơi cây mai trong nhà mình sở hữu được dày là quá tốt rồi. Đây. Đây là cái ngày mùng 2 nha các bạn. À, gió bữa nay nó lại lạ cái thời tiết ha. À, tôi đóng cái cửa phòng thờ lại nè. Cái sợ cái màn á nó quơ vô trên cái bàn thờ. Nó bay lên. Là bây giờ là gió đang se se. Đúng không? Gió nhiệt độ hơi thấp. Nó giống như sắp vô bát vậy. Rồi. Thì bây giờ tông thấp. Các bạn thích ha. Khi mình để cái chậu thấp ở nhà nó lớn dày thì không xài. Bởi vì nó cản cái đường đi của mình. Còn đối với những cái sân rộng ở Tây Ninh tôi thì sân rộng còn nhiều lắm. Đây nè, cây này tôi đưa lên các bạn thấy nó quạo không? Đây, năm tới tôi sẽ chỉnh cái bông này lại. Các bạn thấy không? Tôi nuôi cũng vẫn hư như thường, đừng có buồn. Đây nè, đó, mình thấy không? Để làm chi? Chiếc xe mình đi qua rồi cái cây này. Cái cây này mình gọi là tông thấp không các bạn? Thấp. Tôi bảo đảm các bạn là tông thấp, các bạn thích. Nhưng khi mình để ở dưới đất á, những hõm á, một là gì? Mình xem đế không có được. Mỗi lần ấy phải khum, bỏ phân cũng vậy nữa. Mình khum, nhất là những cây nhỏ. Tôi, cái này là cái ý của tôi thôi nha. Nhiều bạn thích tông thấp và tông cao, tôi nói nè, bây giờ tôi đưa lên sao? Cái cây kia tôi bán đi, thì cái cây này tôi phải thế lợi. Đúng không các bạn? Thế lợi nhưng mà nó thấp quá. Tôi mới làm cái này lên một thước nè. Ha, còn cái dòng trên các bạn thấy không, một thước đây. Để chi chiếc xe đi ra được. Nếu các bạn để cái này trồng y như cái cũ, y như là bên đây nè, này cũng tông cũng tương đối thôi chứ tôi chưa chịu nữa, nó cao nữa, nó không có cản chiếc xe của mình. Thì cái những cái năm đầu nay mình chia sẻ, mình ôm cái xưa để mình thấy được cái thực tế. Cái này sau nhiều năm mình mới dám nói. Mình lúc đó nói thì các bạn phản ứng là cái gì? Cái trụ rào, ấy gì? Cái cục điện, cái anten. Thì bây giờ mình không nói được, thì bây giờ mình chứng minh. Tại vì tôi làm là chứng minh thực tế trên cái gì mình đã có. Không phải là phân bua, hơn thua, nhưng cái sở thích của mọi người. Cái cây này á, nếu mà cái tông thấp để á, nếu để ngoài sân vườn thì nó nằm rạ ở dưới. Thấy không? Đem vô nhà thì không được. Thì tùy, có những bản thân, nhưng mà tôi thì ở cái Tây Ninh tôi hình như tôi thích tông cao. Đây, đưa nó lên này khoảng 1 thước 2 các bạn, 1 thước 2 á. Nếu cái cây này mà nó có cái này 1 thước 2 nữa thì quá quá ngon luôn. Rồi, đó là cái phần các bạn thắc mắc. Rồi cái bồn này, tại sao mỗi cây tôi có này ăn gian nước? Các bạn thấy không, ăn gian nước. Tôi đều có cái dòng trên là khi mình không cần tưới đây các bạn, chỉ cần tưới đây thôi nó ngập cái này nè, thì nó vừa cái này rất là tiện lợi cho mình. Còn nếu các bạn để nguyên một cái dòng dưới nó sâu dày, mình không biết cái rễ ở đâu, các bạn tưới nó mà ra vòng vòng này nè, đúng không, ra vòng vòng này nè, tặng cho nó đều cái chân. Còn các bạn để cái này có quyền để cái dồi đây. Khi các bạn tưới nó tràn đầy cái này thì nó rút đều xuống. Rồi,
ăn gian nước, không cần ở dưới. Chứ nguyên cái bồn vậy các bạn tưới nước nào chịu nổi. Rồi, đó là những cái mẹo giặt. Mùng 3 mình sẽ chia sẻ tiếp cái phục hồi các bạn từ từ đi các bạn. Bây giờ mà tôi chia sẻ phục hồi là bị các bạn không đồng tình nhiều lắm. Cây mai mình chơi có 3 ngày xuân nè, chưa gì hết, rồi bây giờ chỉ phục hồi rồi đưa phân gì thì thôi các bạn khoan ha. Thì giờ mình thôi mình xem chơi những cây mai. Thì bây giờ ngày hôm nay là mùng 2 tháng giêng, tức là đầu xuân á, cũng còn ở trong 3 ngày xuân, thì cây mai của mình dày thì chơi được rồi. Đó là cái trong cái tự nhiên. Các bạn thấy gió nè, thấy không, ở cái vùng tôi á. Thì bây giờ cái thời tiết đâu có biết được các bạn. Bây giờ mình xem từ từ cây mai mình đi. Nhớ nước khi đi mình phải dự trữ cho nó. Bây giờ là các bạn bắt đầu là vô độ rồi đó. Tôi biết á, mùng 2 là vô độ rồi, mùng 1 là Tết. Tôi nói đúng không? Tết thầy. Ủa, mùng 1 là chết cha. Mùng 2 là Tết thầy, mùng 3 là Tết nhà. Và cái ngày đó là mình sẽ cúng tắc. Tức là mình đưa ông bà. Ha, mình rước bữa 30. Và mùng 3 là mình theo cái lệ mình là cúng tắc. Rồi, thì cái đó là cái lệ mình nhắc lại thôi. Thì qua về cây mai thì mình thấy là vậy là mình chơi rất tốt rồi. Và các bạn mùng ngày chu cho ngày mai nữa thì các bạn sẽ không còn quan tâm tới cái cây mai, phải không? Không còn quan tâm. Bắt đầu lo mình vui Tết rồi, mình đi chơi vui sưng trong một năm mình mệt mỏi về với cái công việc của mình. Thì bây giờ qua ngày Tết làm tròn bổn phận đối với gia đình ha. Tích gia, tích thầy, tích nhà. Thì bắt đầu mình đi những nơi du lịch mà mình thích để mình cho nó thỏa mãn cái mệt nhọc của cái năm cũ và bước qua năm mới, đúng không các bạn? Tiếp tục những công việc kinh tế, gia đình, dân dân và dân dân. Đó là những cái mình cần thiết. Các bạn thấy không? Nhưng mà các bạn nên nhớ nha, tôi nói rồi nha. Cái gì các bạn? Nước cho cây mai. Đây, những cái bông được các bạn ơi. Mai riêng nha. Không có rép gì hết. Đây, mai riêng. Rồi vậy sai được rồi các bạn. Thôi như vậy là gì? Mình nói tóm lại là cái năm cũ về cây mai. Tuy là mình chăm sóc, cái cách làm của tôi nó chưa được hoàn thiện lắm, đúng không? Nó chưa được hoàn thiện lắm, nhưng mình cũng tạm là tạm được các bạn. Tạm là gọi là mình có những cây mai chưng ở trong ngày Tết. Rồi được rồi, và năm tới tôi và các bạn cùng đồng hành chia sẻ những cái mẹo giặt. Đơn giản lắm các bạn ơi, nó không khó đâu. Nhưng mà cái cách làm như thế nào tôi sẽ chia sẻ từ từ. Mùng 3 đi, mình nói về cây mai nữa, qua đồng mùng 4 thì tôi sẽ chia sẻ cái cách phục hồi những cây mai chơi bông sau Tết. Mình đi từ từ, từ bước. Không thể chia sẻ nguyên một cái chu kỳ nó được. Bởi vì nó nhiều dạng lắm. Cái dạng cây mai nằm ở ngoài sân nó khác. Cái dạng cây mai các bạn đem vô nhà lâu ngày, khi các bạn chuyển ra ngoài sân thì nó lại khác. Các bạn thấy không? Nó khác không? Khác. Do vậy nên nếu các bạn tin tưởng tôi và các bạn cùng đồng hành, tôi sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn từ từ. Đừng có gấp. Mình gấp á, là thất bại nha các bạn. Đó là cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Và một lần nữa, còn trong 3 ngày xuân, xin chúc bổ quyến các bạn an khang thịnh vượng, sức khỏe là trên hết, dồi dào, hưởng trọn niềm vui trong cái năm Giáp Thìn và Thanh Đá. Mọi công việc đều thuận lợi, suôn sẻ suốt năm, để năm tới mình có một cái kinh tế khả quan hơn và mình có điều kiện, mình chơi có điều kiện thuận lợi. Nếu đất cát thuận lợi, chơi kiếm những cây mai vừa ý chơi trong cái ngày Tết. Và cây mai không bao giờ thất sủng nếu
mình còn, nó là truyền thống của dân tộc Việt Nam. Còn ngày xuân thì cây mai còn, đừng sợ thất sủng. Và những bạn trồng mai hãy tự tin lên. Năm nay có nhiều bạn rất là, hình như là mình nói ra là hình như là bất mãn do kinh tế, chứ nó không phải là nó thất sủng. Ai cũng vậy, tôi cũng vậy và các bạn cũng vậy. Ráng vượt qua cái khó khăn năm nay và năm tới mình sẽ bắt tay vào những công việc mới. Kinh tế tôi nghĩ là nó sẽ khả quan hơn. Năm tới mình gặp nhau với cái vui vẻ phấn khởi, chứ không phải như năm nay do kinh tế mình khó khăn, chung hết cả toàn cầu, không phải gì riêng về mình. Do đó nên các bạn nuôi cây mai đừng bất mãn nó, vì nó là truyền thống. Trong cái ngày Tết không bao giờ thất sủng. Và một lần nữa xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.